Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại kênh YouTube của cơ sở Khuôn Chậu Tiên Yên. Nếu như với các xưởng sản xuất chậu cảnh lâu năm thì việc lựa chọn khuôn mẫu để phục vụ sản xuất ở cơ sở mình nó là một điều hết sức đơn giản. Tuy nhiên, nếu như mà các xưởng mới đi vào hoạt động hay là với các bác đang chuẩn bị đầu tư vào mảng sản xuất chậu cảnh thì việc lựa chọn khuôn mẫu nó là một điều không phải đơn giản. Không phải là lúc nào chúng ta cứ mặt bằng rộng, nhiều khuôn mẫu thì chúng ta có thể là thành công. Thực tế thì việc sản xuất chậu cảnh nó phụ thuộc vào phần lớn nhu cầu của chính người chơi chậu cảnh, người chơi cây cảnh ở địa phương của mình. Chính vì vậy mà hôm nay cơ sở Khuôn Chậu Tiên sẽ giới thiệu tới tất cả các bác, đặc biệt là các bác mới vào ngành sản xuất chậu cảnh hay với các bác đang có ý định sản xuất chậu cảnh, lựa chọn ra 5 mẫu khuôn chậu nhất định phải có ở xưởng sản xuất của mình. 5 mẫu khuôn chậu nhất định phải có ở xưởng sản xuất của mình. 5 mẫu đó chính là 5 mẫu mà đại đa số người chơi cây là có nhu cầu sử dụng cao. Và ngay bây giờ thì cơ sở sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu một, là sẽ giới thiệu từ bé đến lớn. Mẫu đầu tiên cần phải có đó là bộ lục giác có đường kính rộng 45 cm. Đây chính là lục giác rộng 45 cm và chiều cao của chậu là khoảng tầm 34 cm, chiều cao của chân là khoảng 20 cm. Đây là bộ lục giác rộng 45 có họa tiết hoa văn là hoa sen này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem sang cái phần khuôn để các bác hình dung rõ hơn về bộ khuôn. Đấy, ngay đây là chính là bộ khuôn lục giác rộng 45 đây. Với dòng khuôn ABS này thì bao giờ nó cũng có cái lòng trong như này. Đấy, đây là mẫu lòng trong mới của lục giác rộng 45 đây. Là phần hoa văn. Các bác có thể xem rõ, đây là chính là 6 miếng hoa văn vỏ ngoài ở một tấm đáy. Tất cả phần khuôn này nó đều được định vị cố định bằng cái ốc cải nhựa này, rất là thuận tiện. Đấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể dùng cái kìm hoặc là dùng tay chúng ta siết lại như này thì rất là nhanh. Đấy, còn đây là phần chân. Với tất cả các khuôn chân như ABS thì nó đều có lòng trong như này. Đấy, lòng trong này thì khi ta đúc chậu nó rất là nhanh tiện. Và điều đặc biệt ở cơ sở Khuôn Chậu Tiên ngày hôm nay thì bộ lục giác 45 này nó đã có thêm hoa văn mới. Nếu như mẫu của năm 2000 đầu năm 2020 thì hoa văn của nó là hoa sen thế này. Đây, hoa sen thì ra thành phẩm mà họa tiết hoa sen này. Thế tuy nhiên vừa rồi thì cơ sở Khuôn Chậu Tiên đã sở hữu thêm hoa văn cây trúc. Đây chính hoa văn cây trúc. Việc có thêm hoa văn này sẽ làm cho cái chậu ta phong phú hơn. Thì các bác có thể là mua một bộ khuôn với 3 mặt sen và 3 mặt trúc thì sản phẩm chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Bên cạnh bộ lục giác rộng 45 thì chúng ta sẽ sang bộ lục giác rộng 50 cm. Đây là bộ lục giác rộng 50 cm. Đấy, đường kính rộng miệng là 50 củ bì. Đấy, chiều cao tổng thể của cả chậu và chân nó sẽ là 45 cm nhé. Chiều cao tổng thể là 45 cm. Thì cái chân của lục giác rộng 50 này nó cũng chính là cái chân trung chân với lục giác rộng 45. Nếu như là bác nào mua hai bộ thì chúng ta sẽ chỉ nên lấy một chân, chúng ta dùng chung cho tiết kiệm. Thế còn hoa văn thì đây chính là hoa văn cây tùng. Để các bác xem hoa văn rất là nổi rõ này, hoa văn cây tùng này có chạy chỉ xung quanh này và triện gấm. Đấy, chạy chỉ xung quanh gấm. Và phần chậu này đặc biệt là nó rất là nhẹ nhàng vừa phải đó. Đây, chúng ta sẽ sang phần bộ khuôn. Đây chính là bộ khuôn. Phần chân thì
không giới thiệu nữa, ở phần chân nó cùng chung với chân của lục cấp 45 rồi. Ta sang phần chậu. Phần chậu thì nó cũng kết cấu là một cái lòng trong thế này. Và điều đặc biệt hơn đó là phần lòng trong này nó có thêm hai cái phần này sẽ tạo thành cái lỗ thoát nước khi chúng ta đúc chậu nhá. Hai phần này tạo thành lỗ thoát nước khi mà chúng ta đúc chậu. Đấy. Và đây chính là phần hoa văn. Hoa văn này chính là mẫu cây tùng. Hiện tại thì bộ khuôn rộng 50 này có hai loại hoa văn. Ở một mặt là hoa văn tùng như này và một mẫu nữa thì bây giờ các bác có thể xem luôn. Mẫu nữa bây giờ xem luôn đó là hoa văn cây sen. Đây hoa văn sen, cũng hoa văn sen và cũng có chuyện gấm cũng như phần chỉ chạy khắp xung quanh chậu, chỉ khác với hoa văn thôi. Thì bác nào nếu mà thích toàn bộ 6 mặt hoa văn sen thì ta lấy bộ này, hoặc là nếu ta lựa chọn 6 mặt hoa văn tùng thì ta lấy bộ này, hoặc là phong phú hơn thì chúng ta lấy 3 mặt sen hoặc là 3 mặt tùng. Đấy, khi chúng ta đặt hàng thì nói rõ là tôi lấy 3 mặt sen cộng 3 mặt tùng, hoặc là lấy 6 mặt tùng hoặc là lấy 6 mặt sen, thì cơ sở sẽ đáp ứng hết các nhu cầu về phần hoa văn của bộ lục giác 50 này. Tiếp theo một khuôn chậu lớn hơn, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đó là mẫu lục giác rộng 60 cm. Đây chính là lục giác có đường kính rộng 60 cm. Đấy, cái phần lục giác rộng 60 cm mẫu của hiện tại là nó cải tiến rất nhiều rồi. Ta để ý phần miệng này, nó chỉ còn dày 3 cm thôi, rất vừa phải. Trước đây cái mẫu này phần miệng nó dày khoảng 5 cm, thì đó là mẫu của năm 2019. Còn cơ sở khuôn chậu tiên thì có mẫu của năm 2020, là phần miệng cũng như phần thành chậu nó mỏng hơn, chuẩn hơn, nó sẽ đỡ tốn vật liệu và chúng ta vận chuyển nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế phần này thì hoa văn của mẫu này là hoa văn sen vịt, hoa văn sen vịt, và bên trên phần này nó cũng có cải thêm họa tiết cũng như là phần chỉ bên dưới. Đấy, trông rất là khỏe chậu. Và phần chân, phần chân thì lát nữa chúng ta có cùng sang phần khuôn, xem phần khuôn ta thấy dễ hơn. Đây chính là bây giờ phần khuôn đây. Đây chính là bộ khuôn của lục giác rộng 60. Bộ này mặc dù rất lớn nhưng mà lòng trong này nó cũng cấu tạo luôn là liền khối luôn như này. Thì nó vừa tăng cái độ bền cũng như là nó sẽ tháo lắp nó sẽ đơn giản và gọn gàng hơn. Đây chính là cái lòng trong của lục 60. Đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần phần chậu. Đây chính là phần chậu được tạo thành bởi 6 miếng như này và hoa văn sen rất là rõ nét. Với những bộ khuôn này thì độ bóng nó rất là cao, cao hơn rất nhiều so với khuôn composite. Chính vì vậy mà khi tháo lắp đúc chậu thì nó rất là dọc khuôn. Đấy, còn đây là phần chân. Phần chân của chậu lục 60 đây. Phần chân cũng được cấu tạo gần gần giống như chân của lục giác 45 và lục giác 50. Đó đều có vỏ ngoài và đều có lòng trong nhá. Tiếp theo một mẫu lục giác nữa nhất định là phải có ở cơ sở sản xuất chậu cảnh, đó là bộ lục giác mà đang bán rất chạy trên thị trường. Và hầu như tất cả các xưởng sản xuất chậu cảnh là đều mua ngay bộ này khi mà nó vừa mới ra mắt. Đây là bộ lục giác rộng 65. Rộng 65 chính là đường kính rộng. Đường kính của nó là rộng 65 cm nhá, đường kính ngang. Nên nếu chúng ta mà đo chéo, đo chéo thì là nó đường kính nó tầm khoảng 74. Chéo 74. Thế còn lọt lòng. Lọt lòng của bộ này nó rơi vào tầm 55. Đấy, lọt lòng 55 cm. Bộ này có cái hay là chúng ta có thể đúc liền được hoặc là đúc rời được. Như mẫu này đang đúc này là đúc liền luôn, cả chậu và chân liền luôn. Đây, các bác xem cả chậu cả chân nó liền thành một khối này luôn. Hoặc là chúng ta cũng thể đúc rời được. Thế để hiểu hơn về đúc liền hoặc đúc rời thì bây giờ chúng ta sẽ xem bộ khuôn nhá. Xem bộ khuôn đây, chính là bộ lục 65 đây. Cái chân này có thể dùng chung với lục 60 nhá. Nếu bác nào mà mua bộ 65 và bộ 60 chúng ta chỉ cần mua một chân thôi cho nó giảm cái giá thành đi. Để bộ chân đây. Ta sẽ xem bộ chân trước nhá. Đây với bộ chân thì nó cũng có vỏ ngoài và lòng trong như này. Nên lòng trong này nó được cấu tạo bởi 6 miếng. Thì khi mà mua về chúng ta sẽ lắp cố định cái lòng trong này
ở cái ốc sắt này. Đấy, ốc sắt này. Để làm trong. Thế còn đây là chính là vỏ ngoài. Vỏ ngoài đây, vỏ hoa văn cây tùng. Và lòng trong nó cũng liền khối như này. Đấy, cái hay của bộ này là chúng ta có thể đúc rời hoặc là đúc liền được. Nên nếu mà chúng ta lắp cái miếng đáy vào nhá, lắp cái miếng đáy này vào thì chúng ta đúc rời chậu như này. Đúc rời chậu. Sau đó ta đúc rời chân, sau đặt lên nhau thì gọi là đúc rời phần chậu phần chân. Thế còn nếu không chúng ta có thể là bỏ cái máy ra. Bỏ tấm đáy ra, ta lắp vào đây. Đấy, lắp liền vào như này. Vặn ốc cố định lại. Ta lắp liền vặn ốc cố định lại như này. Thì ta sẽ đúc luôn cả phần chân như này, cả phần chân và phần chậu liền với nhau. Nếu ta lắp cố định lại, đặt lòng trong vào. Đấy, thì ta đổ vữa đây thì sẽ được một cả phần chậu và phần chân liền với nhau như cái phần này. Đấy, đây chính là lục giác chân liền đây. Đấy. Như vậy là ta vừa rồi đã giới thiệu tất cả là 4 mẫu lục giác từ 45 cho đến 65 cm và một mẫu chậu không thể thiếu được mà bán rất chạy, đặc biệt trong dịp Tết, phục vụ nhu cầu chơi quất cũng như chơi cây mai, chơi đào. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát. Đó là một mẫu khuôn tròn. Năm 2020 thì mẫu khuôn tròn này mới xuất hiện nhé. Mẫu khuôn tròn này là mẫu khuôn tròn được làm từ khuôn nhựa ABS. Và đặc biệt là nó cũng có cả lòng trong, cả phần chân và phần chậu. Đấy, nó sẽ có 3 mặt hoa văn như thế này. Ta lưu ý là 3 mặt hoa văn là đều là có hoa văn giống nhau như này nhé. Và hoa văn nổi rất là rõ. Đấy, các bạn xem này, hoa văn là cái phần thân là nó nổi sâu hơn cả một ngón tay như này. Đấy. Hoa nổi rất rõ, từng cái cánh hoa nổi như này. Đây, để quay ở bên phần trong luôn này. Bên trong lòng trong thì tạo ra nó rất là tròn đều, mịn. Và đặc biệt là khi chậu đúc ra nó có luôn cả 4 cái lỗ thoát nước này. Đấy, nó đáp ứng cái nhu cầu thoát nước của cây. À, tiếp tục là giới thiệu luôn về kích thước nhá. Bộ này là có chiều rộng là 70 cm. Chiều rộng của chậu 70 cm. Thế còn lọt lòng của nó sẽ rơi vào tầm 63 cm lọt lòng. Đấy, cao tổng thể là nó rơi vào tầm khoảng 52 cm. Cao tổng thể cả chậu cho đặt lên này ta đo được khoảng 52 cm. Đấy, còn đây là phần khuôn. Đây chính là một khuôn đây. Một khuôn thì nó có kết cấu là gồm một lòng trong liền khối như này. Đấy, lòng trong liền khối rất là chắc chắn và có phần tạo 4 lỗ thoát nước như này. Còn đây là ba mảnh vỏ bên ngoài. Ba mảnh vỏ bên ngoài với hoa văn chịn gấm và phần chỉ chạy xung quanh. Xung quanh rất là đều và tròn. Hoa văn của bộ khuôn ABS này thì nó chắc chắn một điều là nó được tạo bằng máy, cho nên là nó sẽ độ chuẩn xác nó cao hơn rất là nhiều so với khuôn composite. Và nó sẽ có một cái tấm đáy như này. Tấm đáy người ta sẽ lắp vào như này. Tấm đáy của phần khuôn chậu. Đấy, và cuối cùng giới thiệu đến tất cả các bác đó là phần chân. Nếu như trước đây những bộ chân của chậu tròn là nó hoàn toàn không có lòng trong, không có lòng trong như này, thì ngày nay bộ tròn 70 nhựa ABS này nó có thêm cái phần lòng trong như này. Đấy, có thêm phần lòng trong này, nó chỉ đơn giản là thêm một tấm này nó đã tạo thành cái lòng trong rồi. Thì chúng ta sẽ không phải làm chân vét tay nữa, chúng ta lắp vào như này và đổ bê tông này. Chỉ đổ hơn một xô bê tông đây đã được một cái chân rồi. Đấy, rất là nhanh. Việc làm cái chân này chúng ta chỉ mất vài phút thôi đã làm được cái chân rồi. Như
Như vậy là vừa rồi cơ sở khuôn chậu Tiên đã giới thiệu với tất cả chúng ta là 5 mẫu khuôn chậu là nhất định phải có ở trong xưởng sản xuất chúng ta. Thì ngay bây giờ thì một lần nữa thì sẽ động mời các bác sẽ cùng nhau xem lại một lượt 5 mẫu khuôn chậu đó. Lần này sẽ xem từ lớn bé. Đầu tiên là bộ tròn rộng 70 cm như ABS. Tiếp theo là bộ lục giác rộng 65 cm. Đây là mẫu cây tùng. Và nhỏ hơn một chút là lục giác rộng 60 cm, họa tiết hoa văn là sen. Tiếp theo nữa là bộ lục giác rộng 50 cm, họa tiết cây tùng, hoặc là có thể chúng ta lựa chọn họa tiết cây sen, hoặc là chúng ta lựa chọn là họa tiết sen và tùng xen ghép với nhau. Và cuối cùng một bộ nhỏ nhất trong 5 mẫu này, đó là lục giác rộng 45 cm, họa tiết có cả họa tiết sen và họa tiết trúc. Đấy, như vậy là nếu như bác nào có nhu cầu muốn mở xưởng sản xuất chậu cảnh thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên theo số điện thoại được ghi ở trên màn hình này. Thì cơ sở khuôn chậu Tiên Yên sẽ cung cấp tất cả các loại khuôn chậu nhựa composite, nhựa ABS, và đặc biệt là cơ sở chúng tôi là luôn luôn miễn phí chuyển giao kỹ thuật làm chậu cảnh tới tất cả khách hàng trong nước. Nếu có dịp thì trân trọng mời tất cả các bác sẽ về ghé thăm tại cơ sở khuôn chậu Tiên Yên để cùng nhau giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm làm chậu. Và video giới thiệu 5 mẫu khuôn chậu nhất định phải có ở xưởng sản xuất xin phép là dừng đây. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các bác sản xuất chậu cảnh trong khắp mọi miền của Tổ quốc để cơ sở khuôn chậu Tiên Yên ngày càng một có chất lượng phục vụ tốt hơn và sẽ có những mức giá đưa ra hợp lý hơn. Thế còn ngay bây giờ nếu mà quan tâm đến mẫu nào thì có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu Tiên Yên theo số điện thoại ở trên màn hình. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh video của cơ sở khuôn chậu Tiên để được cập nhật những mẫu khuôn mới nhất cũng như là các kỹ thuật làm chậu mới nhất ở cơ sở. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.